Em xin chào cả nhà. Giờ lên bà ba nha cả nhà ơi. Bà ba với bà Lai. Chào chị Long Lê ạ. Em xin chào cả nhà mình. Trưa nay em sẽ lên cho các chị bộ bà ba ống rộng nha các chị. Bà ba ống rộng nút thắt ạ. Rất là đẹp luôn. Cái lô này em còn ít à. Các chị đẹp nhà em thích cái mẫu này thì các chị tranh thủ các chị chốt nha. Tại vì nó không có còn hàng nhiều. Giá 140.000 một bộ. Rất là đẹp luôn các chị. Chất thun lỗ nha, co giãn 4 chiều, mặt không nhăn, không rút, không xù nha các chị. Áo bà ba thiêu là hiện tại em chỉ còn màu đen, màu nâu với màu lam là chủ yếu nha chị ơi. Còn lô mới là em chưa có nha. Và ba thiêu lâu lâu em mới có một lô chứ em không có hoài, tại mấy cái hàng đó bán nó cũng không có bán. Chị thiêu thì chỉ thiêu hoa sen không à, mấy hàng đó bán không, bây giờ không có hút thị trường nữa. Em thích bán áo bà ba bông hơn là bà ba màu, tại bà ba màu trên thị trường đầy hết trơn á, với lại là màu nó có nhiêu đó làm tới làm lui hoài à, nên là em chỉ thích bán áo bà ba bông thôi. Bà ba màu lâu lâu em mới có một lô. Rồi bộ em đang mặc, cái chị lên giúp giùm em là mã họa tiết nha các chị. Màu trơn thì em có đăng ở trên live, em đã đăng trên trang hết rồi đó. Chị Huy Dương ơi, chị vào đó chị coi giùm em đi. Áo màu hay áo thiêu gì em có chụp hình em đăng lên hết rồi đó. Mấy chị lên đó mấy chị coi cho nó dễ. Tại cái đó nó còn lẻ lẻ màu không à. Lâu lâu em mới lên like, còn bình thường là em ít có lên like lắm. Họa tiết size số 4 em đang mặc, chốt cho chị Lê Loan. Còn đúng không? Ok, họa tiết 4 em đang mặc, chốt cho chị Lê Loan. Bộ em mặc là bộ bà ba ống rộng nha. Bộ này các chị có thể mặc nguyên bộ cũng được, mà các chị có thể tách ra, các chị mặc áo lẻ với quần màu cũng được nha các chị. Đó, nghe chân chị đó. Chớ em mã này là mã bông nhí nha các chị, lên với em mã bông nhí hả. Chớ em bông nhí nha các chị đẹp nhà em ơi, bông nhí kèm size giúp em nha, lên với em mã bông nhí. Rồi cái này lên với em mã đỏ. Đỏ này không có tươi mà nó cũng không có tối nha các chị. Rất là đẹp luôn, lên với em mã này là mã đỏ hả. Đỏ kèm size giúp em, giá 140. Chị cân nặng chiều cao bao nhiêu chị Yến Nhi Trần? Cho em con nặng chiều cao đi chị, em tư vấn cho nó dễ. Chị Yến Nhi Trần là mua bên em hai lần chưa có đi được lần nào hết đó chế. Đợt này mua nhớ để ý điện thoại giùm em ha. Nếu như mà mình có chốt thì nhớ để ý điện thoại giúp em. Đơn hàng ngày 11 tháng 12. Ở ngày 11, 12 tháng 8 là gọi 2 ngày nè. Tháng 8 của năm rồi á là không bắt máy. Tới ngày 5 tháng 12 chế đặt ở bên em một đơn nữa, gọi cũng không bắt máy luôn. Đó nên là chế mua hàng thì chế để ý điện thoại giúp giùm em. Nếu như mà mình muốn mua hả chị, để ý điện thoại giúp giùm em để mình nghe máy. 75kg, cao 1m58 thì mặc size số 6. 140.000 một bộ chị Ngô Tâm.
để mình là mình mua để mình biết lần sau coi mình có mặt dừa hay không mấy chị, chứ mua hai lần rồi gọi không có được đó, em nhắc mấy chị nên mấy chị để ý giùm em. Xe số 6 thôi chứ, xe số 6 của mình. Mét 58 75 kg là mặt size số 6 nha chị ơi. Bông nhí size số 6 em chốt cho chị nè. Rồi cái số điện thoại là 0764 828908 là số đó chị còn xài không? Và phải cái số của chị hay không? Nên em gọi mấy lần rồi đó, không có được, lần này là lần chị mua lần thứ 3 rồi đó. Nếu mà chị thật sự chị muốn mua á, chị coi mình muốn mặc vừa hay không thì ok em chốt cho chị thử một bộ thôi nha, thử một bộ này thôi. Rồi chị giờ chị coi cho chị mặc vừa hay không. Bộ này là 140, phí ship là 25.000. Lên giúp em mã này là mã đỏ nha các chị. Chốt em mã đỏ. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã nhí trắng ạ. Chốt em nhí trắng các chị. Chốt em nhí trắng. Lên giúp giùm em mã này là mã nhí trắng. Dạ còn nha chứ Hồng Diễm Hà ơi. Đen ba với lá ba sao em nhớ hồi sáng giống chị Hương chị hỏi vậy? Chị có gọi điện cho mấy bạn nhân viên của em ấy giống chị đặt hàng chưa? Cho mấy bạn chốt đơn á, nếu như mà chị đã gọi điện chốt đơn rồi thì đừng đặt ở trên đây nữa nha chị Hồng Diễm Hà, là mấy bạn nhà em cho nhận đơn ở dưới nha. Tại hồi sáng em cũng nghe một bạn mà chị chốt đơn, chị có hỏi em là có khách hỏi màu đen với mã lá xe số A đó phải chị không? Còn nếu mà chưa chốt, chưa gọi điện gì hết thì em nhận đơn trên live. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã nhí trắng nha các chị. Chốt em mã nhí trắng. Nhí trắng nha. Ok, nếu mà chị chưa có gọi điện, không có gọi điện gì cho mấy bạn nhà em hết thì ok, em nhận đơn của chị ở trên đây là hai mã đồ đó em còn. Rồi lên giúp em mã này là mã nâu cả nhà. Chốt em mã nâu. Mã đen với mã lá chứ. Đen với lá xe ba. Còn. Lên giúp em mã này là mã nâu nha cả nhà. Chốt em mã nâu. Còn nha chế Hồng Diễm Hà. Lên giúp em mã nâu ạ. Chốt em mã nâu nha các chị ơi, mã nâu nha. Tại sáng cũng có khách hỏi y chang như chị luôn á, hai mã đồ đó luôn, mã đen với mã lá. Ok, em chốt cho chị nha, hai bộ. Bộ em đang mặc là mã hỏa tiết chứ. Bộ em mặc là mã hỏa tiết. Chị Vang Trần chốt thì lên giúp giùm em hỏa tiết kèm theo cân nặng và nhí trắng cao 1m62kg, cao 1m66. Rồi size số 4 cho chị Trương Hạnh. Chị Ban Trần lên giúp em cân nặng và chiều cao. Ok, của chị Hồng Diễm Hà là hai bộ này nha chế. Một bộ mã đen với một bộ mã lá. Bộ 6 mảnh size số 3. Rồi lên giúp em mã này là mã da nha các chị ơi. Lên giúp em mã này là mã da ạ. Có áo bà ba màu trắng, bán áo lẻ không em? Màu trắng áo lẻ em có, nhưng mà chị cho em cân nặng chiều cao cho tôi còn size của chị không nha. Lên với em mã này nha các chị, chốt em mã này là mã da. Mã da kèm size giúp em nữa nha. Mã da. À đúng rồi, cái đơn hàng của chị Nguyễn Kim có chuyển khoản tiền ship, đúng rồi. Bởi vì em không có nói. Hôm bữa chị kêu, chị kêu Nguyên lên kêu em đó là chị chuyển đó, chị chuyển 100.000 tiền hai đơn đó chị. Hôm bữa em tưởng là một đơn mà cuối cùng là hai đơn. Ok chị Nguyễn Kim em nhớ rồi. Em nhớ rồi chế, em nhớ rồi. Ok bình thường ha. Rồi đơn của chế vẫn đi bình thường ha. Ok. Bởi vậy em nhớ mà sao em không có nói gì cái đơn hàng của chị hết á. Ok chị nha, rồi đơn hàng của chị để em nhắc mấy bạn đi đơn bình thường chị. Ok chế Nguyễn Kim em nhớ rồi. Nhí trắng size số 4 chị. Da 4 cho chế Hoa Lê. Da 4 mình còn không chứ? Sao mảnh hả? Không, mảnh 5 mảnh này nè. Cái bộ 33 nè. Da 4 em hết rồi chế Hoa Lê ơi. Da 4 em hết rồi. Ok em sorry chị, em quên. Em nhớ rồi. Để em nói với bạn.
cân nặng 61kg, cao 1m55. 61kg mà cao 1m55 là mình mặc áo size số 3. Size số 3 mã trắng trơn em còn chưa chế ơi. Đây nha chị, 80.000 một áo, chất không lai dông, mã trắng. Trắng trơn là em còn. Rồi lên với em mã này mã da đi các chị, mã da nha. Bà ba nó là vải thun lỗ nha chị ơi. 4 bộ bà ba bông bận không che chỗ nào cả, đẹp lắm em. Có bộ mã da cái quần hình nhưng nó không giống màu. Nó do cái vải á, chế phương trần. Nhưng mà chế nhìn kỹ chế mới thấy. Chứ mình mặc lên trên người là nó không có thấy nha. Do cái vải á chị, do cái vải chỗ đậm chỗ nhạt á, đúng không, chứ nhìn chỗ đậm chỗ nhạt đúng không, nhưng mà mình sơ nhìn sơ qua là mình không thấy. Khi nào mà mình để chung lại như thế này là mình sẽ thấy nha. Cái đó là do cái vải á chứ, cái vải nó nhuộm á. Bộ em mặc họa tiết còn size số 4 á chị Hoa Lê, còn chị mặc đi, cái đó không có ai để ý mà người ta sẽ không thấy đâu, mặc lên là nó bình thường à. Hôm bữa em mở ra em cũng thấy rồi, nhưng mà không phải, em coi là bộ nào nó cũng như vậy đó, nó cũng có chỗ đậm chỗ nhạt vậy đó, là do cái vải á chị, nguyên cái cây nó vậy luôn đó. Nhưng mà khi mà mình mặc về lên là không có vấn đề gì cả nha, vẫn đẹp bình thường. Rồi lên giúp em mã này là mã da nha các chị ơi, mã da giúp em nha. Em đang mặc là mã họa tiết, em đang mặc là họa tiết. Họa tiết size số 4 chốt cho chế Hoa Lê. Cái này là em đang cầm cái áo size số 2 nha chị ơi. Em chỉ dở ra cho các chị coi cái đồ thôi nha. Còn chị là chị mặc size số 3 nha. Đây màu trắng, trắng trơn, chất lai dông giúp em. 80.000 một áo. Số 3 hình như em còn có 1 cái nha. Giả này chị, giả này dày nha. Trắng này trắng sữa không phải trắng tinh, trắng sữa. Bộ em mặc là chất thun lỗ. Da hả chị? Da còn size số 5 à, da còn size số 1, size số 2, size số 5, 1, 2, 3, 5, 6. Da em còn 1, 2, 3, 5, 6 nó chỉ hết size số 4 thôi chứ Hoa Lê, chứ Hoa Lê lấy lên size 5 được đó. Dạ, cái này 3 nè. À, quên, mã da em còn được 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6 chế lên size số 5 được. Và nhấn ben vô xíu thì em lại ok. Rồi lên giúp em mã này là mã xanh đen cả nhà. Chốt em xanh đen. Xanh đen em còn được size 1, size 2, size 3, size 5. Size 6. 1, 2, 3, 5, 6 cũng hết 4 luôn. Lên giúp em mã này mã xanh đen. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Bộ xanh đen. Xanh đen em còn được 1, 2, 3, 5, 6. Xanh đen. Rồi đỏ đô. Bộ đỏ đô này đẹp nè cả nhà. Đỏ đô này em còn 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5. Đỏ đô này em còn 1, 2, 4, 5. Bộ này mặc lên đẹp lắm nha. 1, 2, 4, 5 cho mã đỏ đô. Xanh đen size số 3 cho chị Nguyễn Kim. Là em hết xanh đen 3. Lên với em đỏ đô. Đỏ đô em còn được 1, 2, 4, 5 các chị. Hết 3 với 6. Lên với em đỏ đô. Bộ đỏ đô này rất là đẹp luôn. Rồi lên với em mã này mã sơn thủy. Sơn thủy là em còn được 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6 cho mã sơn thủy. Này rất đẹp luôn nha cả nhà. 1, 2, 5, 6 cho mã sơn thủy. Size số 3 hiện tại bây giờ chỉ còn có bộ họa tiết em đang mặc với lại là bộ nhí trắng rồi các chị. Size 3 còn có 2 họa tiết rồi. Rồi chốt em bộ này cả nhà mình nha. Sơn thủy, sơn thủy em còn được 1, 2, đúng không chứ? 1, 5, 6 à, hết 2 luôn rồi. Đúng không? 1, 2, 6, 1, 5, 6 mà cái chị hết trên xe 2 luôn rồi. Lên với em mã sơn thủy. Ờ, sơn thủy còn xe 2 chứ không phải xe 1. Sơn thủy em còn được 2, 5, 6. Cái bộ mẫu này là xe 2. 2, 5, 6 nha các chị. Lên với em mã sơn thủy. Đỏ đô xe số 4 chốt cho chế Trương Hạnh. Sơn thủy xe số 5 chốt cho chế Mai Cao. Rồi xanh ngọc đi cả nhà. Xanh ngọc này em còn được xe 1, xe 5. Bộ xanh ngọc. Xanh ngọc này hết 2 đúng không chị? À, còn 2 thôi chứ con.
Rồi xanh ngọc này em chỉ còn được có size 1 với size 5 thôi cả nhà. Màu xanh ngọc này rất là đẹp nha. Xanh ngọc này em còn được size 1 với size 5. Cái chị đẹp chốt em mã xanh ngọc. Chốt em xanh ngọc. Cái mai cao có bộ xanh ngọc. Cái mai cao ơi, chưa có xanh ngọc thì lấy đi. Xanh ngọc 5 đẹp lắm. Lên với em mã này là mã hoa vàng. Hoa vàng em còn được size 1 với size 6. Còn 5 bộ nè. 5 bộ nữa hả chị? 1, 2. Còn hình như còn 2 à. 2, 5, 6. Này mẫu mẫu 2 luôn kìa. Hoa vàng em còn được size 2, size 5 và size 6. Hoa vàng rất là đẹp luôn. 2, 5, 6 cho mã hoa vàng. Rồi em hết rồi đó các chị. Có nhiêu họa tiết đó hả? Hoa vàng em còn được size 2, size 5 và size 6. Xanh ngọc em còn được size số 1 và size số 5. Chốt em mã xanh ngọc á, em đang mặc là họa tiết nha cả nhà. Chốt em mã này là mã xanh ngọc. Xanh ngọc em còn được size 1 với size 5. Sơn thủy. Bộ sơn thủy này rất đẹp nha. Ngọc 5 cho chế mai cao. Sơn thủy em còn được size 2, size 5 và size 6. Sơn thủy em còn được 2, 5, 6. Cái chị đẹp chốt em mã sơn thủy. Rồi đỏ đô. Đỏ đô còn được 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5 cho mã đỏ đô. Dạ em không có đồ lam size số 2 chứ Kiều Anh thôi. Bộ em đang bận 65kg, chị cao bao nhiêu vậy chị Hồng Thúy? Cho em cái chiều cao đi chứ. Bộ em mặc là mã họa tiết. Cho em cái chiều cao cái chứ. Lên với em mã này là mã đỏ đô nha các chị. Đỏ đô em còn được 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5 cho mã đỏ đô. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã xanh đen. Ủa quên. À đúng rồi, xanh đen. Xanh đen em còn được 1, 2, 5, 6. Xanh đen hiện tại em còn được 1, 2, 5, 6. 1m55 mà 65kg là mình mặc size số 4 nha chị. Chốt thì lên giúp em là họa tiết 4. Rồi lên giúp giùm em mã này cái chị. Nếu mà chị mua cho người dưới từ 60 tuổi trở xuống nha, 60-62 tuổi trở xuống thì mặc size số 4. Còn nếu lớn tuổi hơn thì mình lên size số 5 giúp em. Tại vì người lớn tuổi thì thịt của người ta hay sổ thịt đó. Hương Lê ơi, chị nhắn tin Zalo cho em đi, em giải quyết đơn hàng cho. Chị nhắn tin, chị chụp hình, chị gửi qua cho em đi. Chịu khó chụp hình gửi qua cho em đi rồi em giải quyết đơn hàng cho chị, em gửi hàng em đổi lại cho. Để khỏi mất công chị đi ra chị đổi. Nhắn tin Zalo chụp hình gửi qua cho em đi, em coi cái áo nào em đổi lại cho. Số Zalo của em là số 0907589899 đó chị. Khỏi còn kết bạn, chị cứ chụp hình chị gửi qua cho em đi. Rồi chị chụp hình chị gửi qua, chị nói là cái áo này nó bị lộn size. Chị đặt size số 5 mà gửi cho chị size 3. Rồi em coi còn em sẽ gửi xuống em đổi lại cho. 1m50-55kg mặc size số 3 chế vang tròn ơi. Chị Tô Hường 60kg cam S6 là mặc size 3 nha chị Tô Hường. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Họa tiết size số 4 cho chị Hồng Thúy. Ok chị Hồng Thúy. Chốt em mã này nha cả nhà. Lên giúp em mã này là mã xanh đen ạ. Xanh đen. Xanh đen em còn được size 1, size 2 và size số 1, 2, 5, 6. Xanh đen em còn được 1, 2, 5, 6. Các chị đẹp chốt em mã xanh đen nha. Xanh đen. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã da. Mã da hết size 2 luôn rồi hả chứ. Mã da em còn được 1, 2, 5, 6. Mã da em còn được size 1, size 2, size 5 và size 6. Các chị đẹp chốt em mã da. Da em còn được 1, 2, 5, 6. Các chị đẹp chốt em mã da. Rồi mã nâu. Nâu em còn được size 2. Size 2 với size 6 rồi các chị. Nâu em còn được 2 với 6. Các chị đẹp chốt em mã nâu. Chốt đi, cái bộ bà ba này đẹp lắm các chị. Nâu em còn được size 2 với size 6. Các chị đẹp chốt em mã nâu nha. Đỏ đô hết size 3 rồi chị ơi. Size 3 em chỉ còn được nhí trắng với mã họa tiết em đang mặc à. Lấy cho chị áo màu trắng size số 3 cho chế Trần Hòa. Ok chế Trần Hòa. Nâu em còn được size 2 với size 6 nha các chị. Rồi chốt giúp chị em mã này à. Lên với em cái này là nhí trắng nè các chị. Chốt em mã nhí trắng. Nhí trắng em còn từ size 1 với size 5. Em hết size 6. Chốt em mã nhí trắng à. Nhí trắng.
Đúng rồi, size 4 bữa giờ là em may nhiều rồi đó. Size 4 với size 3 bữa giờ em làm em may nhiều hơn bình thường. Rồi lên với em mã đỏ, cái bộ đỏ này đẹp nè cả nhà. Đỏ này em còn được 1 2 4 5 nữa. 5 là chị đang xếp rồi. 12. Mã đỏ em còn được 1 2 4 6. Mã đỏ em còn được 1 2 4 6, cái chị đẹp chốt em nha. Đỏ. Vàng 6 em chốt cho chế Thơm Thị. Đỏ 4 em chốt cho chế Hoa Lê. Vàng 6 là bộ hoa vàng á nha chế Thơm Thị. Là mã hoa vàng á đúng không? Chị lấy bộ này đúng không? Bộ bà ba này nha chế, bộ này là mã hoa vàng. Rồi lên với em cái này là bông nhí. Nhí trắng size số 3. Nhí trắng size số 3 cho chế Thiên Long Vũ. Chế Thiên Long Vũ ơi, size số 3 em chỉ còn được mã nhí trắng với cái mã họa tiết em đang mặc mà. Đỏ 3 em hết rồi. Lên với em mã này là mã bông nhí nha các chị. Size 3 với size 4 là lúc nào em like lên em lên hàng cũng nhiều chân á các chị. Nhưng mà tại vì cái chị nằm trong cái số ký đó nhiều nên là lúc nào nó cũng hết trước chân á, nên là chị nào size 3 size 4 thì mai mốt cái chị tranh thủ lô mới về là tranh thủ chốt. Lên với em mã bông nhí nha các chị. Bông nhí. Bông nhí em còn được size số 1, size số 2, size số 4, size số 5. 1 2 4 5 lên giúp em mã bông nhí. 1 2 4 5 nha, 1 2 4 5 lên giúp chị em mã bông nhí. Rồi em hết rồi đó, em đang mặc là họa tiết. Rồi chế Thiên Long Vũ là được một bộ nhí trắng size số 3 nha, chế đỏ em chỉ còn 4 thôi. Rút cái đó ra là chế thấy cái áo trắng. Rồi lên giúp dùm em mã này là mã họa tiết nha cả nhà, họa tiết. Lô sau em sẽ lên cho các chị một bộ bà ba nút thắt nhưng mà không phải ống rộng, nó sẽ là ống suông hoặc là ống đứng nha. Nó sẽ là ống suông hoặc là ống đứng. Rồi lên giúp dùm em mã này, nên là đợt này ống rộng các chị đẹp nha, em tranh thủ chốt đi ống rộng mặt đẹp. Lên với em mã đỏ cả nhà ơi. Đỏ em còn được size 1, size 2 nha. 1 2 4 1 2 4 6 lên với em mã đỏ. Đẹp quá đẹp. Lên với em mã đỏ ạ. Đỏ 6 em chốt cho chế Thơm Thi. Đỏ 4 cho chế Lê Phương Thanh. Rồi lên giúp giùm em mã này nha các chị ơi. Lên giúp em mã này là mã đỏ. Rồi chỗ em cái này là nhí trắng. Đỏ 5 cho chế đỏ 5 hết chế mai cao rồi. Đỏ 5 thì còn. Đỏ đô thì em còn mã đỏ em hết size 5 rồi. Đỏ em còn được size 6, 4 6 1 2 4 6. Rồi lên giúp giùm em mã này để chút xíu em mặc lại hết nha chế Hoa Lê ơi. Đơn của chế Hoa Lê là thu cóp luôn đúng không chị ơi? Thu cóp hết luôn đúng không? Chế không có chuyển ha, em không có còn phải gửi bill cho chế để khỏi cần cộng dồn vô ha. Đơn đó là sau này chế thu cóp luôn nha. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã nhí trắng nha, chỗ em nhí trắng ạ. Lên giúp em mã nhí trắng nha các chị, nhí trắng rất là đẹp luôn nha cả nhà bộ này. Đang mặc là thun lỗ chế. Thun mình mới chồng cổ vô được mấy chị nó mới co giãn nè. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã nhí trắng nha cả nhà. Nhí trắng hiện tại là em còn 1 2 3 4 5, em hết size 6. Đẹp lắm á, cái này đẹp lắm nha. Lên với em mã nhí trắng. Nhí
giấy trắng size số 4 em chốt cho chế lông lên. Bây giờ là cái bill hôm bữa của chị á, là em sẽ để riêng nha. Cái bill hôm bữa em đã chuyển cho chị một lần rồi đó, em đã gửi cho chị một lần rồi, là em không có cộng lại nữa, tại vì cộng lại nữa nó lu bu lắm. Bây giờ là cái đơn mới, em nhờ mấy bạn là cộng tiếp tục cái đơn mới cho chị, tại vì chị nói chị chuyển mà em không có thấy, nên là đơn mới đơn cũ gì. Bữa giờ em nói với mấy bạn là chưa có tách ra. Mã nâu em còn được size 2 với size 6 cả nhà. Chốt em mã nâu à. Giấy trắng 60kg cho em chiều cao đi chị Nguyễn Thúy. Số 4 cho chị Hoa Lê. Chị Nguyễn Thúy cho em cái chiều cao nha chị ơi, để em lấy em biết cái size nha. Trên với em mã nâu đi, cái chị nâu em còn được size 2 với size 6. Bộ 6 mảnh còn size 4 không em, còn chị Hóa Tuyết nha. Còn nhưng mà chị muốn lấy mã gì chị nhớ mã đồ không? Rồi lên với em mã nâu đi cả nhà. 1m53 60kg mình gọn người không chị Nguyễn Thúy ơi. 1m53 60kg mà eo tầm khoảng 82 trở lại thì chị chờ gọn người nha, eo nhỏ gọn người thì chị lấy size số 3, còn không thì lên size số 4 giùm em, tùy theo cái tạ người của chị đó. Gọn người thì lấy size 3, còn nếu mà tròn người thì lấy size 4. Rồi lên giúp em mã này là mã da các chị. Mã da em còn được size số 1, size số 2, size số 5 và size số 6. 1, 2, 5, 6 cho chốt em mã da. Đúng rồi chị Lê Loan ơi, nó không có báo trên mic nữa chị. Facebook bây giờ nó thay đổi tùm lum hết trơn, nó không có còn kết nối với cái hệ thống ấy hàng nữa. Nó không có còn kết nối nữa nên là nó không có báo. Eo 85 vậy là size 4 nha chị, nhưng mà nhí trắng em hết size 4 rồi. Nhí trắng em hết size 4 rồi. 140.000 một bộ chị Bảo Ngọc. Không biết nữa chế mai cao. Cái phơm này thì cũng phơm bình thường đó chị, size 1 thì 50kg đó. Nói chung là phơm này là phơm bình thường, không có lên xuống gì hết. Size 4 thì chế mặt ôm. Em nghĩ là size 4 thì chế mặt ôm tí xíu, còn size 5 thì chế mặt vừa và thoải mái hơn. Rồi lên giúp em mã này nha, lên giúp em mã này là mã da các chị ơi. Mã da tại phơm này nó cũng không có bự à. Phơm này là phơm cũng gọn gọn hả. Nó nhỏ, không phải nó nhỏ mà nó bự thì nó cũng không có bự hả? Nói chung là nó vừa vừa nha, tùy theo tạng người của mấy chị. Nếu kêu em mà mặc vừa được hay không thì thật sự em không có họ trả lời chính xác cho mấy chị được. Ví dụ như thôi mình lấy, em thấy chị lấy size 5 đi, bữa giờ chốt size 5 thì cứ lấy size 5 đi chị. Bộ này size 5 chị mặc cũng ok mà. Thở đổi lại size 5 thì nó còn chiếc size 4, mà chế đổi lại là chế không có bộ nào luôn đó. Lên với em mã da đi các chị, mã da đi ạ. Da 4 em hết rồi, da em còn được 1, 2, 5, 6. Da em còn được 1, 2, 5, 6 nha. Da 2 chốt cho chế Quỳnh Nguyễn. Bi cam sọc xanh với xanh đen size số 4. Bộ 6 mảnh chế đẹp ơi, chế đẹp. Coi em ơi toàn không. Size 4 bi cam sọc xanh với xanh đen, còn hết đủ luôn. Bi cam size số 4 em hết. Chế Hóa Tiết ơi, em chốt cho chế được bộ xanh đen với lại là bộ sọc xanh nha chế. Còn bi cam không chị, còn nhí cam không chị? Size số 4 á, size số 4 ngoài hai cái mã của chị, mã đồ của chị chốt á, là em còn được mã da nè, mã lá nè. À, sọc xanh thì chị lấy rồi nè, mã hồng với mã xanh biển. Chị lấy thêm bộ lá đi, bộ lá đẹp đó. Hoặc là mã da, hoặc là mã da cũng đẹp lắm. Da nam em đang mặc size số 5 chốt cho chế Hộp Thư Tri Ân. Chị cao 1m55 nặng 50kg mặc size số 1 chế Lý Trần.
chọn người mặc size 1 chứ. Đỏ năm em hết rồi, trái mai cao hết bữa giờ luôn rồi, còn đỏ đô hả chứ. Đỏ đô size số 5 thì em còn, đỏ 5 thì em, đỏ thì em hết. À chế hỏi em đặng lấy cái bộ đỏ đó hả? Chế hỏi em đặng chế lấy bộ đỏ đó hả? Vậy chế lấy chốt bộ đỏ size số 4 đi. Em tưởng đâu là chị muốn đổi xuống thì không có còn. Nhưng mà ví dụ như cái bình thường chị mặc đồ size số 4 mà bộ này chị mặc size số 4 thì nó ôm, còn size 5 thì chị mặc đó là nó sẽ vừa thoải mái hơn. Nói vậy đó. Cái tên của chị ok, lá 4 cho trái hóa tiết. Dạ. Chị Nguyễn Thúy hồi nãy không vừa là bi bỏ nha. Da 4 6 mảnh, da 4 6 mảnh cho trái hoa lê. Là em hết da 4 6 mảnh luôn. Ok trái hoa lê, sao chế được. Cô chị Nguyễn Thúy hồi nãy không vừa là không lấy nha. Chị nhí trắng 60kg mà chỉ cao 1m5. À dạ đúng rồi, không lấy. Ví dụ như nó có hơi ôm là trái nhã nhẹ cái ben ra là được. Vậy em lấy cho chế đỏ 4 nha. Chế ok không? Nhiều khi cái tạng người của chị là size 4, size 5 gì chị mặc cũng ok hết trơn á. Có nhiều người dáng của mấy chị là mặc size 4, size 5 gì cũng được hết. Dễ. 4 thì mặc hơi ôm, 5 thì mặc nó vừa, nó thoải mái hơn xíu, nó vậy đó. Rồi lên giúp em mã này đỏ đô đi cả nhà. Đỏ đô em còn được size số 1, size số 2. 1 2 4. 1 2 4 5 lên giúp em mã đỏ đô. Chứ cho em cái cọc size 4 6 mảnh ở đây luôn đi chứ đi. Dạ, đúng rồi. Đỏ 4 chốt cho chế mai cao. Rồi lên giúp em mã này mã đỏ đô đi cả nhà. Đỏ đô em còn được size số 1, size số 2. 1 2 4 5, 1 2 4 5 cho mã đỏ đô nha. Cái bộ đỏ đô này đẹp lắm cả nhà. Em dơ lên cái chị nhìn thấy nó không có đẹp đâu, mặc lên nó mới đẹp, mặc lên ở ngoài nó cũng đẹp đấy. Rồi bộ 6 mảnh size số 4 là em còn được nhiêu đây nè chị Hoa Lê. Mã này lên giúp em là ở cái mã này là nó giống như cái mã nhí trắng của cái bộ bà ba vậy đó nha. Nhưng mà bên cái bộ 6 mảnh em sẽ lên nó là xanh đen. Rồi bộ này là xanh biển, mã hồng với lại mã sọc xanh. Size số 4 em còn có 4 họa tiết nè thôi. Dạ có, chị của chị tổng cộng là 3 bộ. Đỏ đô size số 4 em chốt cho chế Hoa Lê. Em cảm ơn chế Lý Trần. Quần đen bà ba còn nha chế Trần Hồng Phi ơi. Đỏ đô size số 4 hết rồi chế Hạnh Minh. Còn có 1 bộ 1 hả? Có 1 bộ em chốt cho chế Hoa Lê là em hết rồi. Quần đen bà ba size số mấy chị Trần Hồng Phi ơi? Là cái chị Hoa Lê là đỏ đô hay là đỏ? Chị Hoa Lê là mã đỏ đô á chị. Chị Văn Trần, chị Văn Trần là hồi nãy size số mấy vậy chứ? 1m50-55kg là size 3. Đỏ đô size số 3 em hết rồi chứ. Hết size của chị rồi. Đây chị Hoa Lê, bộ sọc xanh nè. Đây cái sọc, cái sọc ở ngoài nó như thế này nha chứ. Sọc này ở ngoài mới đẹp mấy chứ, sọc này lên like không đẹp. Lên like nó không có đẹp bằng ở ngoài nha. Ở ngoài cái họa tiết nó đẹp hơn. Chị Hồng Phi lấy quần đen size số mấy vậy chị ơi? Quần đen ống rộng nha chị. Đen ống rộng chất thun lai dông nha, 70.000. Lên với em này là xanh đen cả nhà. Lên với em mã này mã xanh đen à. Đỏ đô size số 5 em chốt cho chế Hạnh Minh. Ok chế Hạnh Minh. Chốt em xanh đen. Xanh đen hiện tại em còn được 1, 2, 5. 1, 2, 5, 6. Xanh đen hiện tại em còn được 1, 2, 5, 6.
bộ xanh đen này là đẹp xuất sắc nha cả nhà. 1256 lên giúp em mã xanh đen. Xanh đen size số 5 em chốt cho chế Hạnh Minh. Chị Trần Hồng Quy 1m652kg về lấy quần size 1 nha chị. Xanh đen size số 5 còn bộ nào không chứ? Còn bộ. Xanh đen size số 5 chốt cho chế Thanh Minh. Đây bộ này là bộ xanh biển. 6 mảnh nha chế. Hoa lên. Màu trước màu đỏ đô còn không? Trước màu đỏ đô là màu gì ta? Mã da hả chị? Mã da hả? Mã nâu quá hả? Da em còn, nói chung là size 5 là chị chốt là còn đó, còn size 4 là hết. Trước bộ đỏ đô là bộ da đúng không? Bộ này đúng không? Da này em còn size 5 nè. Da này chị chốt size 5 là có nha. Chị mới nhận hai bộ bà ba ống rộng đẹp lắm. Em cảm ơn chế Trần Ngọc. Cảm ơn chế đẹp nhiều. 56kg. Cao bao nhiêu chị Ngô Tâm ơi? Nó tùy chịu cái chuyện cao với cái tạng người của chị nữa. Da size số 5 cho chị Hạnh Minh. Rồi. Bộ này nha chế Hoa Lê. Bộ này là bộ 6 mảnh mã xanh biển. Nếu mà chế chọn giữa một trong hai bộ á, thì thích màu sáng thì mình lấy bộ này, còn thích cái màu nó trầm hơn tí xíu thì lấy bộ này nha. Một mét 55-56kg mình gọn người chị nha, mình gọn người thì mình lấy size số 2, còn không thì lên size 3 giùm em, tùy theo tạng người của mấy chị đó, tròn người hay là gọn người thôi. Gọn người thì lấy size 2, còn tròn người thì lên size 3. Rồi lên giúp em mã này mã xanh đen đi cả nhà, xanh đen nha. Sọc xanh xe số 4 chốt cho chế Hoa Lê. Ok chế Hoa Lê. Dạ quần xe 1. Trăm hai chứ em mấy quần này trăm hai. Xong rồi. Bà ba 140 bộ nha chị Năm nhỏ ơi. Chế Lon Lê ơi, bộ da 5 em còn, xanh đen 5 em hết nha chế. Rồi bộ bông nhí giúp em cả nhà. Bông nhí hiện tại là em còn được size 1, size 2, size 4, size 5. 1, 2, 4, 5 cho mã bông nhí. Xanh đen size số 2 cho chế Hương Đinh. Xanh đen size số 2 cho chế Ngô Tâm. Một trăm bốn mươi ngàn một bộ nha các chị. Gọi lên với em bộ bông nhí đi cả nhà. Bông nhí em còn được 1, 2, 4, 5 à. Rồi chốt giúp giùm em mã bông nhí nữa nha. Da 5, ok, chế Lon Lê, chế Lon Lê có da 5. Bông nhí xe số 4 cho chế Hạnh Minh là em hết bông nhí 4. Rồi lên cho em mã bông nhí đi cả nhà. Bông nhí hiện tại là em còn được 1, 2, 5. Bông nhí hiện tại là 1, 2, 5. Mẫu 1 á, kịp mẫu là xe 1 á. Trên đó 2 nhỉ. Ủa vậy hả? Cái kia size 6 hả? Vậy là còn, vậy là có anh chị một hả? Vậy là chị Ngô Tâm không có. Chế Ngô Tâm không có xanh đen 2 nha chế Ngô Tâm. Chế chuyển qua bộ khác giúp em đi. Em còn có một bộ xanh đen size số 2 à, mà em nhìn bộ qua cái size số ngay đầu gói chị là size mấy vậy chế? Size 6 hả? Size 1 hả? Em nhìn lộn qua cái size 1 nha. Nên là chế Ngô Tâm không có xanh đen 2. Chớ em ở bông nhí đi cả nhà, bộ bông nhí này quá đẹp luôn. Bông nhí em hiện tại em còn được size 1, size 2, size 5. 1, 2, 5 cho mã bông nhí. Em chào chế anh Loan. Bông nhí em còn được size 1, size 2 và size 5. Rồi xanh ngọc em còn được size 1 với size 5.
Dạ ok chế hoa lên. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha cả nhà, xanh ngọc em còn được bộ 1 với bộ 5. Chế nào thích cái mã xanh ngọc này chốt đi mấy chế. Đúng size chốt đi góc là đẹp. Xanh ngọc em còn được bộ 1 với bộ 5 nha. Đồ đã tới. Lại có đồ đẹp mặc chế ơi. Rồi lên giúp giùm em mã này nha. Lên giúp em mã này là mã ngọc cả nhà ơi. Bộ ngọc đẹp lắm luôn. Bộ ngọc em còn được bộ 1 với bộ size 5. Cả nhà chốt giúp em mã ngọc. Xanh ngọc size số 5 cho chế lon lê. Là em hết xanh ngọc 5. Hết rồi chế Hạnh Minh ơi. Chế Hạnh Minh chốt sâu rồi. Rồi xanh ngọc em còn được bộ size 1 cái chị. Xanh ngọc hết size của chị rồi. Chị Phương Toàn ơi. Rồi xanh ngọc em còn được bộ size 1 nha. Cho chế đẹp nào 50kg trở lại mặt dừa. Dạ mango hôm nay không có like chế. Mango hôm qua em like là hết trơn size lớn rồi đó. Nó còn size hôm qua em like còn size 60kg trở lại à. Size 65kg còn được có vài bộ à. Rồi lên giúp em mã này mã hoa vàng. Hoa vàng hiện tại em còn được size 2, size 5 cả nhà. Hoa vàng hiện tại em còn được size 2 với size 5. Cái chị đẹp chốt em mã hoa vàng. Size 2 một bộ, size 5 một bộ. Hoa vàng này là mặt lên trắng tươi luôn nha. Hả? À, xanh ngọc còn bộ. Lên với em mã này là mã hoa vàng. Hoa vàng em còn được size 2 với size 5 cả nhà. Hoa vàng size số 5 cho chế Hạnh Minh. Rồi là em hết hoa vàng 5. Rồi em còn một bộ hoa vàng size số 2. Chế nào size 2 chốt giúp em đẹp. Size 2 là 55kg trở lại. Cái chị đẹp nha em mặc dừa. Cao 1m55 hoa vàng không có size 63kg chứ. 63kg cao 1m55 trở lên là thường mình mặc size 4 nha. Size 4 hiện tại bây giờ em còn được mã họa tiết với mã đỏ. Em còn được mã đỏ với mã họa tiết. Còn được có hai họa tiết nè. Mã đỏ còn được hai bộ, họa tiết còn được một bộ. Rồi lên giúp em bộ hoa vàng. Hoa vàng em còn được bộ size số 2 ha. Cho các chị 55kg trở lại mặc ok. Rồi cuối cùng là mã sơn thủy cả nhà. Sơn thủy là em còn được size 1, size 5 và size 6. Hai chứ cái này là 2 hay 1 ta? 256 cho mã sơn thủy. Sơn thủy em còn được size 2, size 5 và size 6 nha cả nhà. 256 cho mã sơn thủy. Bộ sơn thủy này cũng đẹp nữa nè cả nhà. Sơn thủy em hết size của chị rồi. Chị Phương Toàn, chị 63kg là chị mặc size số 4 nha. Nhưng mà bây giờ hết size 4 rồi, chị muốn lấy size số 5 thì em lên size 5 cho chị. Về có rộng rãi, thoải mái tí xíu thì nhấn đen vô giùm em. Được thì em chốt nha. Chứ size của chị là em hết rồi. Size của chị là size 4 là chị còn có hai họa tiết đó đó. Còn được mã họa tiết với mã đỏ. Rồi sơn thủy là em còn được size 2, size 5 và size 6 với chị. Rất là đẹp luôn nha. Sơn thủy em còn được size 2, size 5 và size 6. Cái chị đẹp chốt em mã sơn thủy. Sơn thủy 5 cho chế Long Lê. Sơn thủy 5 cho chế Phương Toàn. Đơn này chiều bên em gọi điện chốt đơn luôn. Cái chị có đơn nhớ để ý điện thoại giúp em nhé. Rồi chốt em mã sơn thủy. Sơn thủy hiện tại em còn size 2 với size 6. Rồi em hết nha cả nhà. Hết sơn thủy 5 luôn rồi chế Lê Phương Thanh đây. Size số 5 hiện tại bây giờ là em còn nhí trắng. Em còn bông nhí. Nhí trắng, bông nhí, đỏ đô với lại là mã da. Size số 4 thì còn được họa tiết với lại là mã đỏ ha. Sơn thủy size số 2 cho chế Ngô Tâm. Size số 2 còn họa tiết đẹp không à chế Ngô Tâm. Là hết sơn thủy 2 luôn, còn bộ cuối cùng.
140.000 một bộ nha chế Liên Ngọc. Rồi em hết nha các chị, em hết cái bộ bà ba nút thắt nha. Ý, cái bộ này của ai đây? Mua nhỏ lắm rồi. Dạ cảm ơn chế Long Lê, bữa giờ đồ đẹp nhiều lắm chế ơi. Chế thảy cho em bộ lam đi chứ. Lam màu. Họa tiết size số 2 em chốt cho chế Ngô Tâm. Ok chế Ngô Tâm 50kg cho em chiều cao đi chế Liên Ngọc. 50kg cho em chiều cao đi chế ơi. Bộ họa tiết là cái bộ em mặc đầu tiên hồi nãy đó chị. Đây nha. Bộ họa tiết là cái bộ em mặc đầu tiên hồi nãy. Đây 1m55 50kg là mặc size số 1 nha chế Liên Ngọc. Cái lô này em sắp hết rồi, các chị đẹp nhà em tranh thủ đi, miếng chế tranh thủ chốt đi. 1m55 mà 50kg mà mình gọn người thì mình lấy size số 1. Còn nếu như mà tròn người, thích mặc cho nó vừa, nó thoải mái tí xíu thì size 2 chị mặc cũng được nha. Rồi, đây là mã xanh ngọc. Ủa quên lộn, mã họa tiết. Bộ này đẹp nha chế. Họa tiết hiện tại em còn được size 1, size 2. Còn 1 với 2 không à. 1, 2, 4 chứ. Họa tiết em còn được 1, 2, 3, 4. Họa tiết hiện tại em còn được 1, 2, 3, 4. Dạ em cảm ơn chế Lê Lon rất là nhiều. Vậy là quá quý luôn rồi chế. Sơn thủy size số 1 em chốt cho chế Phan Thị Dung. Ủa đâu có size 1, lộn. Xin lỗi chị, em bị liệu ra cái mã họa tiết của chế. Sơn thủy em còn được có size 5, em còn được có size số 6 không mà chế ơi. Size 2 hết luôn rồi. Họa tiết size số 2 cho chế Ngô Tâm này là hết rồi. Sơn thủy em còn size 6 không mà nha chị ơi. Họa tiết size số 2 em chốt cho chế Hạnh Minh. Còn bộ mẫu. Cái cọc đó là size mấy chứ? Cọc đó là size 2. Ở còn đó, con đó. Đây để em mặc lại cho mấy chị xem nè. Em dơ lại cho mấy chị coi ha. Bộ này là bộ họa tiết. Họa tiết em còn được size số 1, số 2, số 3 và số 4. Còn số 6 nữa à. Họa tiết 6. Đúng rồi, chốt rồi, ok. Họa tiết em còn được 1, 2, 3, 4, 6. Em hết 5 thôi nha cả nhà. Rồi em dơ họa tiết lại cho các chị thấy nha. Rồi em sẽ qua mẫu đầu lam cho các chị. Rồi em đang mặc, các chị lên giúp em mã này là mã họa tiết các chị. Họa tiết rất là đẹp luôn. Một trăm bốn mươi nghìn một bộ. Bộ bà ba nút thắt ống rộng. Thun co giãn 4 chiều nha các chị. Các chị mặc không nhăn, không rút, không bị xù luôn nha. Cái thun này mà ok nha mấy chế. Lên với em mã này là mã nhí trắng các chị. Cháu em nhí trắng. Áo các chị có thể tách ra, các chị mặc dưới quần đen cũng được. Cháu em mã nhí trắng à. Rồi lên với em bộ này là xanh đen. Xanh đen thì hiện tại em chỉ còn size số 1 không à. 1 với 6. Xanh đen hiện tại em còn được 1 với 6. Họa tiết 6 em chốt cho chế Nga Ngọc. Rồi lên giúp em cái bộ này là bộ xanh đen. Cái chị bộ xanh đen này đẹp lắm nha mấy chế. Mà em chỉ còn được có size 1 với size 6 rồi. Chốt em mã xanh đen. Xanh đen này cái họa tiết này là nó ẩn ở ngoài cái chị mới thấy nha. Rồi lên giúp giùm em mã này à. Chốt em mã xanh đen. Xanh đen em còn được size 1 với size 6. Xanh ngọc. Xanh ngọc em còn duy nhất size số 1. Cho chế nào 50kg trở lại. Xanh ngọc à. Xanh ngọc này giống như ở tiên cảnh vậy đó mấy chị. Đẹp lắm. Chớ em mã xanh ngọc nha các chị. Xanh ngọc em chỉ còn duy nhất size số 1 thôi. Không đưa đây đâu mà chị cái kia chứ.
Rồi chốt em mã xanh ngọc nha. Xanh ngọc em còn được duy nhất size số 1. Rồi mã nâu. Mã nâu này đẹp nè. Cả nhà, nâu này em còn được size 2 với size 6 à. Nâu em chỉ còn 2 với 6 thôi nha các chị. Mã nâu. Nâu em còn được 2 với 6. Họa tiết size số 4. Cho chế Lê Phương Thanh là em hết họa tiết 4. Họa tiết hiện tại bây giờ em còn được 1, 2, 3. Rồi lên với em mã nâu. Nâu em còn được size 2 với size 6. Bộ nâu rất là đẹp nha cả nhà ơi. Nâu em còn được size 2 với size 6. Cái chị đẹp chốt em mã nâu. Rồi mã da. Da em còn được 1, 2, 5, 6. Da em còn được 1, 2, 5, 6 cả nhà. Sao người ta mặc dừa hay sao? Cái là hai phần luôn, cả hai phần rưỡi luôn đó. Lên với em mã này nha cả nhà ơi. Thêm da hai cho chế Hạnh Minh. Ok chế Hạnh Minh. Mã da em còn được size 1, size 2 và size 5 các chế ơi. 1, 2, 5, 6 lên với em mã da. Rất là đẹp luôn nha các chị. Da em còn được 1, 2, 5, 6. Da em còn được 1, 2, 5, 6. Cái chị đẹp chốt em ạ. Rồi mã hoa vàng. Hoa vàng em còn được duy nhất size số 2. Xanh đen chị Lý Trần. Chị Lý Trần nãy size mấy ta em quên rồi. Chị Lý Trần. Chị Lý Trần ơi, chị lên giúp em là xanh đen 1 đi chứ ơi. Xanh đen 1 kèm số điện thoại giùm em. Da 6 cho chế Hạnh Nguyên. Dạ sáng trước chị chế Hạnh Nguyên, chế Lý Trần lấy lên giúp em mã số điện thoại chứ. Xanh đen chế mặt size số 1 nha. Mét 55 50kg, gọn người thì mặt size số 1. Còn ví dụ như mình có lớn tuổi, trên 60 tuổi thì mình lên size 2 giúp em. Lên với em mã hoa các chị. Chớ em mã hoa nha. Hoa em còn được duy nhất size số 2. Các chị đẹp chốt em mã hoa. Chế size 2 của em đâu hết rồi ta. Đợt này size 2 em còn nhiều nè. 3 với 4 không có còn. 3, 4, 6 không còn. Chế size 2 của em đâu rồi. Triệu hồi các chị đẹp nha em. Size 55-56kg. Cái chế 55-56kg của em đâu rồi. Lên với em mã này là mã hoa nha các chị ơi. Hoa vàng nha, hoa vàng. Bà tớp size 2 bằng size 1 luôn. Dạ bữa là em ớt cái size 2 bớt lại đó, size 2 bữa là em dồn qua cho size 4 nha. Lên với em mã bông nhí các chị, bông nhí. Bông nhí cả nhà ơi, bông nhí. Bông nhí hiện tại em còn được size số 1, size số 2, size số 5. Eo 70 hả? Eo 70 thì size 1 nha chị Lý Trần. Eo 70 mặc size 1 được rồi chị. Ok, em lấy xanh đen 1 cho chị. Rồi lên giúp giùm em mã này, mã bông nhí cho chị. Bông nhí em còn được size số 1, size số 2, size số 5. 1, 2, 5 cho mã bông nhí. Chớm em bông nhí. Rồi mã đỏ. Đỏ này cái bông của nó giống như bồ công anh vậy đó mấy chị. Nó có họa tiết. Chớ em mã đỏ cả nhà ơi. Đỏ em còn được 1, 2, 6. Đỏ em còn được 1, 2, 4, 6. Một, hai, bốn, sáu. Lên với em mã đỏ. Đỏ này không có tươi nha cả nhà. Mà nó cũng không có tối quá. Nói chung là cũng vừa mặt đó mới chết. Bông nhí xe số 5 em chốt cho chế Phương Toàn. Ok chế Phương Toàn. Là em hết bông nhí 5 luôn. Bông nhí 5 hình như còn có còn được một bộ nữa. Đỏ đô đi cả nhà ơi, đỏ đô. Bộ đỏ đô này mặc lên quá đẹp. Đỏ đô em còn được size 1, size 2 và size 5 luôn. 1, 2, 5 cho mã đỏ đô.
đỏ đô nha cả nhà, lên với em đỏ đô. Đỏ 4 em chốt cho Chế Ngọc Anh Trần. Ok chứ. Rồi em hết rồi đó. Em hết nha cả nhà ơi, em hết. Rồi em hết họa tiết của bộ bà ba ống rộng nha, bà ba ống rộng nút thắt là em còn có nhiêu đó đó. Này xong một cột cho nó vô trong cọc luôn nè. Dạ, đúng rồi chị. Em ở Cần Thơ nha chị ơi. Shop em bán online không ạ, em ở Cần Thơ nha. 111/2A Cách Mạng tháng 8. Em Hoàng Ninh Kiều Cần Thơ. Cần Thơ. Đây em ơi. Em là chuyên bà ba đồ bộ. Đồ đi chùa. Đây bây giờ anh lên cho các chị một mẫu lam nha. Lam này là tâm nha các chị ơi. Lam này là tầm phối với mango nha. Da 4 hết rồi chứ Trúc Linh ơi. Size 4 hiện tại bây giờ em còn được có một bộ mã đỏ ha. Bình thường chế mặc size 4 thì bộ này chế có thể chốt lên size 5 giùm em được không? Size 5 thì em còn. Bà ba áo lẻ hả chị? Bà ba áo lẻ là em lên rồi, em lên ở cái like trước rồi. Thôi mấy chị đợi lô mới về luôn đi mấy chị, giờ nó còn lẻ lẻ em lười like. Chế Trúc Linh là khách cũ ở bên em nhưng mà lâu rồi mới mua lại đúng không chế? Có gì cho em lại cân nặng chiều cao đi ạ. Chế mới mua mà mới mua đơn ngày 14 hả? 17 tháng 4. Ok. Hết 4 rồi chế ơi. Còn size 5 không à? Size 5 về mình mặc có thoải mái tí xíu á, thì mình lên mình bờ nhấn men vô giùm em. Còn vừa thì thôi. Tại vì cái form này nó cũng không có bự lắm. Thường mỗi một size mà nó trên nhau là nó trên tầm khoảng 1 phân đó mấy chị. Tầm khoảng 1 phân tới phân rưỡi à. Ok. Da 5 cho chế Trúc Linh ha. Bà ba áo lẻ các chị chờ lô mới giúp em đi, rồi bây giờ em lên cho mấy chị cái lô này ha. Còn coi lô nào chờ lô mới. Lô mới đang may. Rồi em like cho các chị bộ lam. Lam này là tầm phối với mango nha mấy chị. 125.000 một bộ. Size 65kg trở lại các chị đẹp nha, em mặc liền. Bộ da hả? Cho em mượn lại bộ da chứ. Đây nha chị ơi, mã này là mã da giúp em nha. Thun này là thun lỗ nha các chị. Co giãn 4 chiều, không nhăn, không rút và không tù. Rất là đẹp. Đây. Mã da. Ok cho chị Trúc Linh. Ok ha, rồi em lên cho cái chị bộ lam này nha. Bộ lam này là tầm phối với lại là mango nha cả nhà, 125.000 bộ. Lên với em mã này là mã trắng các chị. Có một size một hàng nha các chị, 65-67kg trở lại mặt dừa nha. 125.000 một bộ giúp em. Em là 1m58 nha, em nặng 50kg. Cái form này á, là thường em chốt cho khách em á, là 55-56kg đổ lên, 65-66kg đổ về là cái chị đẹp nhà em mặt dừa nha. 55kg đổ lên và 65-66kg đổ về là cái chị đẹp nhà em mặc ok. Còn chị nào thích mặc rộng rãi thoải mái như em đó, là 50kg thì cái chị chốt nha. Em là 58-50kg. Rồi lên giúp dùm em mã này là mã trắng nha các chị. Chốt em mã trắng.
giá 125.000 một bộ. Giải là em bao đẹp cho mấy chế nha. Size 55kg đổ lên, 65kg đổ về, 65-66kg đổ về giúp em. Lên giúp em mã này là mã trắng các chị, chớ em mã trắng. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu cam đất, cam đất tay lõi nha. Giải rất là đẹp nha các chị. Lên giúp em cam đất 55kg đổ lên, 65-66kg đổ về. Bây giờ là không có nhớ mã hoa nó là mã gì luôn á cô Út ơi. Và ba bông bây giờ em không có nhớ mã luôn á. Tại lên quá chừng nhiều lô, lô nào cũng có mã hoa, lô nào cũng có mã đẹp, nó tùm lum hết trơn á. Nên làm những cái đó cái chị chịu khó, cái chị coi trực tiếp trên live giùm em. Trắng em chốt cho chế Khánh Thi, ok chế Khánh Thi. Gửi chung với áo dài, chế Khánh Thi này có đơn áo dài. Lên với em mã vàng nghệ. Lên với em cái này là vàng nghệ cả nha, vàng nghệ. Chốt em vàng nghệ nha, hàng có dàn đáy nha mấy chế ơi. Nói chung là hàng này là may kỹ đó, may chuẩn đó, hàng này là ok nha cả nhà. Lên với em mã này là vàng nghệ nha các chị, vàng nghệ. Bộ này là chiều dài rồi các chị mặc là ok hết đó mấy chế. 125. Lên với em mã này là mã vàng nghệ nha cả nhà, vàng nghệ. Khách nhà em là đa phần là lấy đủ màu mấy chế. Lấy đủ màu hoặc là ít nhất cũng phải là ba màu ha. Vàng nghệ do chế Phương Toàn, ok chế Phương Toàn. Rồi lên giúp em cái này là vàng tươi. Cái này là vàng tươi giúp em nha. Lên giúp em mã vàng tươi 125.000 bộ. Chốt em mã này mã vàng tươi các chị, 55kg đổ lên, 65-66kg đổ về là các chị đẹp nha, em mặc đẹp nha. Rồi chốt em mã này là mã vàng tươi 125.000 một bộ, chốt em vàng tươi. Rồi lên với em cái này là hồng đất à. Trắng em chốt cho chế Sang Nguyễn một bộ. Trắng cái chị tranh thủ chốt đi, trắng em còn được có 5 bộ nữa em hết rồi. Trắng lên đẹp lắm, trắng này lên không có bị mỏng đâu nha mấy chế. Giải này lên ok. Lên với em mã này là mã hồng đất, cả nhà ơi hồng đất. 55kg đổ lên, 65-66kg đổ về, 125.000 một bộ. Tầm phối với lại là mango giúp em ha, rất là đẹp. Quần có hai túi hai bên, hàng là dàn đáy hết ha. Lưng thun thì các chị mặc thoải mái. Rồi lên giúp giùm em mã này. Chớ em bộ này là bộ hồng đất, các chị hồng đất. Rất là đẹp luôn nha cả nhà, hồng đất. Rồi màu đỏ, đỏ mà phối với đen là ok nha mấy chứ. Chớ em mã đỏ à. Lên với em mã đỏ cả nhà ơi. Em chưa có bộ hồng sen chứ. Chớ em mã đỏ cả nhà ơi, đỏ. 55kg đổ lên, 65kg, 65-66kg đổ về, 125.000 một bộ. Lên với em mã này là mã đỏ. Hồng đất em chốt cho chế Phương Toàn. Đỏ em chốt cho chế Hoa Lục Bình. Rồi chốt em hồng sen. Chốt em mã hồng sen. Năm mươi lăm ký đổ lên, 65-66kg đổ về. Chị nào gọn gọn người cao tí xíu 67kg, mà thường em canh 65-66kg trở lại cái chị mặc ok hết ha. Form thoải mái nha mấy chế ơi, em thích cái form quần về nè, cái chị mặc thoải mái đứng lên ngồi xuống luôn mát. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Chốt em này là hồng sen à, chốt em hồng sen 125.000 bộ. Rồi chốt em bộ này là mã đen. Đỏ em chốt cho chế Sang Nguyễn một bộ luôn. 68kg chị phải cao chứ ơi, phải cao và gọn người tí xíu giúp em mặc mới vừa. Còn không thì tầm khoảng 66-67kg trở lại à. Khách em có nhiều chị 68kg mà cao 1m6, 1m662 gì, nhưng mà tạng người của chị đó cũng gọn nên là chị mặc ok. Còn em không biết là tạng người của chị gọn người không nên là không có dám bảo đảm. Đó là thường 65-66kg trở lại thì em nghĩ là ok ha. Vậy em phải trừ heo lại cho mấy chị, nó tùy theo tạng người nữa. Rồi chốt em mã này các chị, lên với em đen à. Đồ này là các chị mặc quanh năm, năm này qua năm kia luôn. Lên với em mã đen cả nhà ơi, đen. Quá đẹp. Đen tiền nha các chị. Đen này là đen tiền luôn á.
Chốt em mã đen ạ. Em mặc là trắng. Rồi em hết màu rồi đó. Hình như tổng cộng em được 8 màu cho cái chị á. 7 8 màu vậy mấy chị, tại em bán hết 1 2 màu rồi. Bộ kiểu thun lửa lưới thì bây giờ em chỉ còn có bộ 6 mảnh thôi chứ ơi. Còn đầu kiểu thì em đang ra ha, đầu kiểu thì em đang ra thêm cho mấy chị. Còn hiện tại ở đây thì em chỉ có là bộ bà ba với lại là bộ ấy thôi à. Giống chứ. Với lại là bộ 6 mảnh thôi. Rồi màu đen nha cả nhà. Em lên lại màu cho cái chị một vòng nữa xong rồi em offline nha. Hẹn cái chị buổi live tối nay mình live tiếp. Lên với em màu đen. Rồi chốt em mã này mã hồng sen. Chốt em hồng sen. Đúng rồi, C4 đó chứ. Chứ vô là C3 và C4, 3-4 này nó. Chốt em hồng sen nha cả nhà, hồng sen. Hồng sen. Sen sen. Lên với em màu đỏ. Chốt em ở đỏ cả nhà ơi, đỏ. 125.000 bộ ạ. À. Chốt em mã đỏ cả nhà. Chứ Hương ăn cơm chưa vậy? Chưa hả? Để xuống là dọn cơm ăn kêu chị ạ. Bà ăn luôn để bác xỉu luôn. Để ăn kiều luôn. Làm gì đợi tối đỡ đụng cử. Chốt em mã này là hồng đất cả nhà. Hồng đất. Đẹp quá. Lấy giá lên. Giá của đẹp. Quên heo giống như một giá trước nữa. Dạ. Một giá. Đúng rồi, đúng rồi. Lên với em hồng đất nha các chị, hồng đất. 125.000 một bộ. Vàng tươi. Không có để ý nữa. Vàng tươi, vàng tươi. Cái vàng này mặc lên trắng lắm nè mấy chị. Trắng tươi luôn á. Lên với em làm vàng tươi ha. Rồi vàng nghệ. Chớ em vàng nghệ. Vàng nghệ cả nhà. Cái này không có size 6 chị ơi. Bộ này là resize 55kg đổ lên, 65-66kg đổ về. Lên với em mã này là vàng nghệ. 125.000 một bộ. Tầm phối với lại là mango. Rồi màu cam đất. Chốt em cam đất. Rồi em hết nha các chị. Đơn này bên em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị luôn nha. Các chị có đơn nhớ để ý điện thoại giúp em nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà vào buổi live tối nay lúc 7 giờ. Không có size 5 chứ Nguyễn Thúy ơi, nó chỉ có một size 1 ha. 55-56kg đổ lên ha, 65-66kg đổ về. Lửng em không có chị ơi, em có dạng đùi không à. Dạng em mà có cái clip em đăng lên cho mấy chị đó, là nó có mẫu đó đó. 70.000 bộ. Rồi em cảm ơn cả nhà nha. Chào tất cả các chị. Hẹn gặp lại vào buổi live tối nay nha cả nhà.